vô ăn thử bánh gì của dì ba nói đi. Bánh gì mà? Pancake parlor. Dì ba giới thiệu cái quán này có pancake ngon lắm này, vô ăn thử coi. Pancake là món ăn sáng của mấy người Tây nha. Bánh xèo ngọt đó nha, giống vậy á, nhưng mà nó giỡn thôi. Cái này là pancake, là bánh giống như là bánh bột chiên ngọt ăn sáng. Vô đi hai. Bánh pancake của Tây là này. Cái này là măng tỏ chất chồng lên ba lớp luôn. Đây, để coi coi hồi nữa kêu cái món pancake nào ngon. Nhưng mà bây giờ kêu cà phê trước. Cái pancake mặn đó. Bánh pancake mặn, pancake ngọt. Đây, pancake ăn với dâu với cà rem nữa. Này dì ba được nghỉ nè, dì ba dắt đi ăn bánh pancake. Cắt thịt thay rồi. Là cho mấy người ăn chay. Em không phải là ngọt hết nhưng mà nó ngọt sẽ có pancake có để cheese. Rồi cái này có bolognese. Đây là một ly latte. Cái này là cappuccino. 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 Nó có bọt nè, cà phê nó có bọt nè. Nhưng mà chocolate ở trên, chocolate ở trên. Cappuccino lúc nào cũng có một chút sô-cô-la trên đó, chocolate nè. Nhưng mà thêm đường nữa cho nó ngọt. Sợ thiếu đường. Nên uống có đường cho nó ngọt cho vui. Đây, cheese. Cà phê ngon phải không? Bữa nay cà phê ở đây làm ngon. Là đây, nó đậm mà. Cái ly latte là nó vậy nha. Đậm đà. Đậm. Ít sữa thì lấy cái latte. Cái cà phê latte nè. Cà phê sữa Tây nha. Nãy giờ uống cà phê mà quên. Đây là latte. Cheese, cappuccino. Cái bánh. Ủa không có kêu cái nào ngọt cả. Cái này pancake mặn chứ không phải pancake ngọt. Cái này pancake cheese với cà rem. Đó. Hôm nay biết gì mình đổi một cái ngọt. Pancake bolognese. Pancake mà có bacon. Cái này là pancake mỏng. Crepes. Yum. With salad. Cái bự nhất cho dùng ba đi. Yeah, bolognese. Cho mình cái bự nhất nè. Cái này cheese. Rồi, xin mời. Bữa nay ăn hai bạn này. Bữa nay anh hai mình bận rồi, không mấy đi theo xịt muối xong cũng sợ luôn. Cái này là không có cần muối. Nên khỏi cần xịt tiêu với muối. Mày nói như cái phòng cũng xịt đó. Rồi, của chị Lan. Thử đi chị Lan. Ăn kiểu này vài bữa chắc lên ký nữa gì bao. Ngon. Được. Của mình xài. Cái bánh giòn không? Bánh giòn không? Giòn, giòn. Đúng rồi, cái lớp chi nè. Được. Nó chiên giòn. Được. Đó, chiên giòn. Gọi này là không phải cà lam nha. Cái này là cream á, là bơ á. Bơ mà nó giống ăn như là nó bơ này. Bơ kem thì nó nhẹ hơn bơ kia. Nó đỡ mặn, nó không có mặn bằng cái bơ thường. Thì nói chung mấy cái này là lên kilo hết á. Để mình thử nha. Đó. Nhưng mà nó cho salad.
ăn. Ngon. Còn cái này là khỏi xịt muối, vừa mặn rồi. Cái này giống như là cái mì Ý á, giống như mì Ý á, nhưng mà nó để cái bánh này thôi, cái bánh pancake nãy dưới rồi ăn cho nó ngon hơn. Nếu ăn pancake không á thì nó ngọt quá thì nó ngán. Ăn cái này thì nó có vậy thì nó ngon. Nhưng mà cái này cái chị làm nó ngon hơn á. Cái chị đỡ ngán hơn. Ba ăn với chị nha. Ăn với salad cũng ngon lắm. Ăn với salad ngon. Hai cái bánh nó nổi lắm. Cái bột nó làm ngon lắm. Tại mấy ông này người ta nấu nổi tiếng mà đâu có dở được. Cái bột nó làm nổi càng ngon thì càng đây ngon. Cái dĩa của mình. Cái này là pancake mỏng, cũng như cái loại mỏng giống như bánh xèo tây đó nha. Dĩ nhiên người ăn bánh xèo tây thèm bánh xèo Việt. Ốc ơi của bộ. Ốc ơi của bộ. Chị để y vậy đi. Wow, chúc mừng nha. Kiếm chỗ chạy bộ rồi ba chết rồi. Chắc cho nó tiêu hết cái này. Nè, bỏ cái thử nè. Nhưng mà ngon, ăn lạ miệng chứ. Phải thử mới biết chứ. Ăn xong rồi bây giờ mình đi về. Nãy mình ăn cái bánh bên kia.